qua cây đào đi. Con ra cái cây đào ấy. Cái đào là cái này này. Đây cái đào này. Đào cái này này. Đây cái này cái này. Đấy chậu này. Chứ là chậu này. Hay tàu chứ là tàu bạc hà gì nữa. Đấy chứ là gì. Đúng rồi. Ok giỏi quá. Ok tứ là chậu đào này. Tứ là chậu này đấy. Tứ là. Còn cái tứ là. Cho nó tự nhỏ xuống các bạn. Ừ, từ nhỏ xuống. Ok, tôi tứ vào chỗ này là ba chỗ này là cũng khô này. Đó. Hai chữ à? Wow, giỏi quá. Ok. Ok, tứ vào chỗ này, tứ tiếp vào chỗ này. Đổ. Đổ. Nhổ mấy cây cỏ luôn. Ở trong trên chỗ trên này đỡ cỏ đúng không? Thấy bác Thắm nhổ cỏ suốt ở dưới vườn đấy. Đây, tứ ở chỗ này con. Tứ ở chỗ này, đấy. Chậu dưa chuột. Dưa chuột, đi, đi lên tí. Đi tiến lên đây tí. Đấy, đúng rồi, bước lên phải bước, đúng rồi. Đấy, để bà dồn nốt lại nước này vào chậu. Rồi, con tứ đi, tứ luôn chỗ này luôn. Tứ tô. Tứ ở chỗ này. Qua chỗ này tí. Đúng rồi, xong rồi tứ ở chỗ này. Hết chưa? Được không, tứ được không? Lấy thêm một ca nước này cho gấu nhá. Nào gấu mà. Đây nó để gì? Để đi vào lá nước vào.